À, bây giờ có anh này ở xa, ảnh miền Tây anh đến nhờ Hiệp Tiểu Hải là tìm vợ, là bây giờ ảnh đi đến đây 7 giờ sáng mới đến đây gặp Hiệp Tiểu Hải. Bây giờ anh họ tên gì? Dạ, em là Lê Văn Lâm nhỏ, tên là mẫu em là Toàn. Dạ, anh sinh năm mấy? Dạ, em sinh năm 1985. Anh quê đâu? Dạ, em quê ở Hậu Giang. Hậu Giang là đây đến 7 giờ, bữa nay đi bên phía giờ, bây giờ đây không, mới đến đây không? Bây giờ đến đây nhà Tiểu Hải là chuyện là tình vợ không? Dạ. Vợ họ tên gì? Dạ, là tên Võ Thị Cẩm Thu, sinh năm 1988. À, bỏ đi ngày mấy? Dạ, bỏ đi ngày 1 tháng 2 năm 2022. Rồi, ở nhà có la đầy gì vợ không? Dạ không, bình thường luôn. Có không? Dạ. Ở nhà không có la đầy vợ hết không? Dạ. Bây giờ mình có nghi vợ đi đâu không? Không biết cái nguyên do gì, không có nguyên vâng. gì đi đâu nhưng mà tự nhiên bỏ đi vậy. Bà cô bé nội chia sẻ giùm mọi người, chia sẻ giùm quý nè. Bà cô bé nội chia sẻ giùm thấy chỉ đầu điện thoại cho Thiên Hải 0913 630 921 0913 7855 858. Bà con bé nội chia sẻ giùm bà coi. Bà con cô bé nội chia sẻ giùm hả? Tội anh bỏ công việc làm anh đi kiếm vợ mấy bữa. Mấy bay bao lâu nay không ăn ngủ được, anh bà con cũng bé nội chia sẻ giúp giùm bà con. Anh luôn anh bệnh luôn đó, bà con bé nội chia sẻ giùm. Nếu vậy, nếu mà chị thấy chị liên lạc với chồng hoặc chị về với chồng được con đi, chỉ còn bỏ một đứa con ở nhà nữa, con bây giờ bà nội đang nuôi đó. Bà con phải là chia sẻ cho mọi người, chia sẻ cho mọi người, cảm ơn mọi người chia sẻ nhiều, cảm ơn.